Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 82,6%, tăng 23% so với cùng kỳ và vượt 22,6% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Thông tin được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí đưa ra trong báo cáo trước Quốc hội về kết quả công tác năm 2022. Báo cáo cũng cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội xem xét nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để giáo dục nhằm góp phần tốt hơn trong phòng ngừa vi phạm tội phạm. Theo báo cáo, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 75,4%, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,9%, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 82,6%, tăng 23% so với cùng kỳ và vượt 22,6% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Bên cạnh đó, ngành kiểm sát cũng phối hợp với Bộ Công an, tòa án nhân dân tối cao đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, thu hồi gần 9.600 tỷ đồng, số lượng kháng nghị phúc thẩm án hành vượt chỉ tiêu của Quốc hội, đáng chú ý, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội xem xét nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để giáo dục mọi người nhận thức được danh dự là điều thiêng liêng nhất trong đời người để nhằm góp phần tốt hơn trong phòng ngừa vi phạm tội phạm. Thẩm tra báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kịp thời phát hiện, hủy bỏ nhiều quyết định trái pháp luật của cơ quan điều tra, ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, thực hiện vượt 19,4% chỉ tiêu quốc hội giao, tuy nhiên vẫn còn 20 trường hợp bị đình chỉ trong giai đoạn điều tra, truy tố liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân, còn để xảy ra trường hợp viện kiểm sát truy tố nhưng tòa án tuyên không phạm tội. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng nêu rõ, tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm giảm mạnh so với năm 2021 và chưa đạt yêu cầu của Quốc hội trong công tác thi hành án hình sự, vẫn còn một số viện kiểm sát nhân dân chưa kịp thời phát hiện vi phạm về quản lý người bị tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự.